Bây giờ chẻ mít nha mọi người. Mọi người thấy không mọi người? Chẻ mít nè mọi người. Chẻ mít đó mọi người. Thì đây dao nha mọi người. Cái mít nè, cho mọi người coi này nha. Mít này cái cuốn đó còn lớn nè. Mọi người. Mọi người cái cuốn còn đây nè. Đó, cho mọi người coi nha, mít xanh luôn á, để chẻ ra coi mọi người sẽ thấy được cái mít như thế nào nha. Bây giờ cái dao nè mọi người, giờ mình sẽ chẻ ra nha. Thơm lắm nha mọi người. Rồi mình đã chẻ ra nha mọi người nè, mọi người thấy không? Nè mọi người thấy không mọi người? Mít vàng ươm luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ chẻ là gì nha mọi người. Chẻ xuống rồi. Mình chẻ xuống lại nha mọi người. Nè mọi người, mình đã chẻ ra nè. Bây giờ mình sẽ chẻ xuống lại nha mọi người. Chẻ tiếp phần này. Thơm ngon luôn á mọi người ơi. Nè mọi người, mình sẽ chẻ vô trong lại đây nha. Mít này không có mủ nhiều mọi người ơi. Mít này không có mủ nhiều nha mọi người. Thay vì những cây mít khác thì rất là mủ nhiều. Mít này không có mủ nhiều nha mọi người. Cho mọi người coi nè. Nè mọi người, chẻ tiếp cái này nha mọi người. Tung lau tung đây nó ấy. Mời lại mình nồn tung lau tung đây. Nè mọi người. Hả? Mình đang chẻ ra cho mọi người coi trực tiếp luôn nha. Không có mủ nhiều, trên cây dao cũng không có dính nhiều nữa mọi người. Mình đang cắt ra trực tiếp nè mọi người. Cho mọi người coi. Đó mọi người. Mình đang chẻ ra nè. Không có mủ nhiều đâu mọi người ơi. Đó mọi người thấy không mọi người? Đó. Chẻ trực tiếp luôn nha mọi người. Ngon lắm nha mọi người ha. Mình tách ra xong rồi nè mọi người.
mình có để. Mình sẽ cột cái bọc lại để mình tách. Giờ mình tách nha mọi người. Mình tách ra nha. Tách hộp luôn nha mọi người. Đó, mình bỏ vô. Ngon lắm mọi người ơi. Nha mọi người. Mình tách trực tiếp cho mọi người coi luôn nha. Ta nói nó thèm lắm mọi người ơi. Rất là thèm luôn đó mọi người. Rất là thèm nha mọi người. Mọi người ơi. Mình đang tách ra nè mọi người. Ngon lắm mọi người à. Mít nó ngọt lắm mọi người. Mít này ngọt ngay luôn mọi người. Ngọt lắm luôn mọi người ơi. Mọi người có thèm không? Ôi gớt xuống rồi. Mọi người có thèm ăn mít không mọi người? Tách ra nha. Cảm ơn người. Ngon quá mọi người ơi. Tách nguyên một trái luôn nè.
luôn mọi người ơi. Rất là ngọt luôn á, thơm quá chừng. Thơm quá chừng quá đắt luôn. Thơm quá. Mọi người ơi. Nè, quý vị ơi, ngon quá. Quý vị ơi, quý vị. Ngon lắm nha. Mở nguyên một trái mít đó mọi người, lâu hơn gì nữa. Thiệt luôn. Thiệt. Lâu quá trời. Xong rồi quý vị ơi, bây giờ mình mở ra nha, hết rồi nha mọi người. Đó mọi người, coi nè mọi người. Ngọt lắm nha. Mít này không có mũ nhiều đâu nha mọi người, nên rất là ngọt. Mít mà không có chẻ ra có mũ có gì trong đó hết á. Mọi người ăn không cũng được, nấu chè ngon cũng ngon mọi người. Nấu chè, bỏ mít cho nấu chè mít vô cũng thơm phức luôn. Thơm lắm. Thơm quá trời thơm. Ăn trực tiếp là ngon luôn nha. Vừa chẻ vừa ăn nha mọi người. Được cả tô nha, mời mọi người ăn nha. Ngon lắm mọi người. Ăn mít ngon.